Chào các bạn. Này thì mình giới thiệu các bạn đây là ốp lưng của Zenfone Go lớt các bạn ha. Một mẫu Zenfone Go 4.5 mới các bạn, có mã là ZB 452KLKG các bạn. Đây là thương hiệu Nillkin. Hiện tại shop có 3 màu các bạn ha, đen, đỏ và màu vàng thôi. Nhiều sự lựa chọn cho mình. Đó, toàn bộ chi tiết bên ngoài của vỏ hộp. Đó, hiện tại Nillkin nó chia thành hai dòng hộp các bạn ha, một là hộp nhựa cứng, hai là hộp như thế này. Đó. Có một số dòng thì là hộp nhựa cứng các bạn ha, nên các bạn đừng có nghĩ là đó là hàng nhái em chất lượng. Thì mình có thể check ở đây các bạn này. Thường thì shop quay clip nào shop cũng chỉ cho khách hàng mình là có số series để mình check là hàng chính hãng, mình đảm bảo về cái phần chất lượng các bạn ha. Ba màu đen, gold, đỏ. Đây là chi tiết các bạn ha. Phần chi tiết thì toàn bộ lưng này thì làm được bằng nhựa PU cao cấp các bạn ạ. Bạn cũng thấy chất lượng nhựa và màu sắc thì rất là chuẩn các bạn. Thời thì cái này rất là bền, mình bảo vệ tốt. Ví dụ hy hữu có rớt thì cũng không sao đó các bạn. Bạn yên tâm là hy hữu có rớt thì cũng không sao, đâu có bị gì đâu các bạn. Chày không chày các bạn, cảm giác cầm trên tay rất là vững các bạn. Nên là bạn nên yên tâm khi xài cái này. Về phần giá cả thì cái này cũng rất là rẻ chứ không có mắc các bạn này. Tiền nào của đó các bạn ha. Đây là ai đã xài rồi các bạn thấy lúc nào cũng đi kèm là có một cái dán màn hình cả. Miếng dán này chỉ là miếng ni lông thường đó các bạn ha. Chất lượng thì chỉ có ba lớp thì chất lượng cũng khá tốt thôi. Giống như bây giờ thì sự lựa chọn tốt nhất cho mình thì mình nên sử dụng dán cường lực, bởi vì dán cường lực thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn so với những cái miếng dán thường như thế này. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Giới thiệu lại với các bạn đây là ốp lưng Zenfone Go Plus 4.5 các bạn ha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.